Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Bác Trang lên clip giới thiệu các bác lô máy cưa xích Nhật bãi nhá. Lô này hôm nay sẽ lô chữ T, sẽ gồm có 10 máy cưa, rất là VIP các bác nhá. Bác nào xem clip thì nhớ vui lòng cho em xin nút like, nút đăng ký kênh và chuông thông báo. Các bác nhớ xem hết clip nha các bác nhá. Lô này sẽ gồm có máy cưa Estin này, Sidewa VIP này, Echo VIP này, Komatsu Hupana Estin cực kỳ đẹp này. Đó, Echo Makita các bác nhá. Rồi, thì số điện thoại cửa hàng em xin nhắc lại là 0976 123320 nhé. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc và bảo hành là các bác là 9 tháng nòng điện bơm nhớt với cái lô máy cưa nhá. Rồi sản phẩm cho bác một cưa xích 3 món theo kèm là rũa tuýp và tô vít 3 món theo kèm cho bác nhá. Lô này sẽ lô chữ T các bác nhá. Rồi em xin phép luôn giới thiệu luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì em có con máy cưa Makita tay cụt nhá. Đấy, thích hợp cho bác nào có tuổi rồi hay các bác muốn mua cưa leo trèo tỉa cành, cắt củi xung quanh vườn nhà, cắt củi nấu rượu nhá, cắt nấu cơm các kiểu rất là ngon các bác nhá. Con này đến từ thương hiệu của Makita, máy rất là đẹp các bác này. Con này mã của nó là MDE331 nhá, 33cc nòng 37 ly, chạy 2 bạc, chạy cực kỳ ngon luôn. Làm xích còn rất là đẹp như mới luôn cho các bác này. Đó. Con này thì máy đẹp 95% hàng thiếu thùng nhá. Máy thì được trang bị bơm xăng phụ, chụp giật trợ lực là đủ cả nhá. Thì tất cả máy cưa trên thị trường thì nó là đều sử dụng động cơ 2 thì, có nghĩa là các bác phải xa xăng pha nhớt mấy 2 thì nhá. Đây là cái phần các bác đổ phía trước này, các bác đổ xăng pha nhớt, phía sau các bác đổ nhớt đuôi lam các bác nhá. Những cái con có bơm xăng phụ này thì các bác khi châm xăng vào, các bác khi hết xăng các bác châm vào, các bác phải ấn làm thao tác ấn 3-4 phát đây cho đầy cái núm bơm xăng phụ lên các bác nhá. Rồi thì đây là cái phần khóa ga của nó này. Đó, các bác lên cây các bác khóa ga này vào giật phát bao nổ luôn. Máy thì thắng xích thắng trước đủ cả cho bác nhá. Trọng lượng máy là 4 kg. Rồi, T1 ngày hôm nay giá 2 triệu bao phí ship cho các bác nhá. Test nổ này, dây giờ trắng tươi rất đẹp luôn, con này thì hàng thiếu thùng luôn. Bên em khi dọn rửa xong, bên em đã tháo hết nhớt ra rồi, cho nên là sẽ khi tiết máy sẽ thường không có nhớt nhá. Bao nhớt nhất đàng hoàng cho bác nhá. Đấy, vì rút nhớt ra cho nó đỡ dơ máy nhá. Đấy, nhiều khi mình tiết nhớt xong mình để gửi đến cho khách thì rất là bẩn luôn, nhiều khách cũng kêu rất là nhiều. Rồi, T1 giá 2 triệu nhá. Bao cho các bác luôn này, bảo hơi bảo điện, bảo bơm nhớt cho bác, bảo tất cả nhá. 9 tháng cho bác T1. Rồi, tiếp theo con T2 này. T2 ngày hôm nay thì em có con cưa Makita đời Echo sản xuất động cơ nhá. Con này mã của nó là 3640. Thì nó được trang bị công suất lên tới là 36cc nòng 40 ly, 36cc nòng 40 ly. Thì con này các bác cắt khai thác tầm trung, cắt keo quế mỡ này, miếc xoan xiếc là thoải mái cho các bác nhá. Thì với cái dòng này thì nó thiên về cái độ trâu bò rất là trâu luôn. Nó sẽ giúp các bác mà vận hành máy một cách gọi là tối ưu hóa công suất nhé. Các bác có thể cắt từ sáng đến tối, tối ngày luôn. Máy càng nóng càng bốc càng dễ nổ các bác nhé. Trọng lượng con máy này là 6 kg. Cái lam của nó mặt cắt là đi 40, lam mặt cắt 40, lam 45 mặt cắt còn 40 các bác nhé. Đấy, mặt tiền này rất đẹp luôn nhá. Đó, con này thì lốc nhôm các kiểu luôn cho các bác này. Rồi, con này thì các bác cắt keo quế mỡ này hay là xoan xiếc này, vành gỗ tầm đường kính 40-45 nhá. Các bác cắt mà khai thác tầm trung, các bác cắt khai thác bán chuyên nghiệp, các bác cắt có nghĩa là các bác con máy này các bác để trong gia đình các bác. Các bác khi cần đi khai thác thì bác lôi ra, hoặc các bác cắt gia đình các kiểu cực kỳ là ngon, cực kỳ là bền luôn. Hệ này siêu châu bò cho các bác nhá. Rồi, T2, con này giá chỉ được 2 triệu mốt thôi. Nếu phân khúc mà trên dưới 2 triệu các bác đang tìm kiếm một con máy siêu châu bò, đó, các bác chọn con này thì chạy gọi là hết bài luôn, chạy khai thác hết bài luôn các bác, rất khỏe nhé. Rất là mạnh trong tầm giá vô đối luôn. Test nổ này. Cực kỳ là mạnh rồi. T2 này giá 2 triệu mốt, chạy buffet luôn. Rồi, T3 nhé. T3 ngày hôm nay thì em có con cưa Echo 362.
Echo 362 nhé. Con này thì sẽ được trang bị là công suất là 36cc nòng 40mm, 36cc nòng 40mm cắt khai thác bán chuyên nghiệp. Hệ này hệ anh em miền Tây rồi, Echo 362 quá VIP luôn này. Làm là tinh quá đẹp luôn các bác nhá. Làm là tinh quá đẹp luôn này. Con này xài làm mặt cắt là 40, làm 45 xích là xài xích đó. Chân 325. Thì cái hệ này thì các bác xẻ được nhá, xẻ được nhá. Các bác cắt khai thác tầm trung, mảnh gỗ tầm đường kính 45-50 xẻ được nhá. Và đặc biệt máy quá đẹp luôn này, hệ anh em miền Tây. Con này thì nó bị trời tí sơn này thôi. Con này thì sẽ được trang bị công suất là 36cc nòng 40mm, trọng lượng máy là 6kg nha các bác nhá. Đó, hệ này thì hơi há mà nó mạ rất là bền rồi. Các bác miền Tây thì dùng dòng này rất là quen thuộc nhá, rất là quen thuộc, rất là bền luôn. Rất là bền luôn các bác nhá. Rồi, test nổ con T3 cho các bác, con này giá 2,4 triệu nhá. Bao phí ship con này thì xài siêu châu bò húc luôn. Hệ này khỏi nghĩ, khỏi lo chất lượng. Hơi này các bác này, hơi lúc nào cũng rất là căng luôn. Luôn rất là đầm. T3 giá 2,4 triệu, bao phí ship, máy rất đẹp luôn này, ốc áng 7 màu nhá. Rồi tiếp theo con T4. T4 thì em cũng có con cơ Echo nữa, nhưng con này là hệ của hệ lòng đứng này. Con này là Echo 361 nhá. 36cc lòng 40mm thì mọi công suất thông số kỹ thuật đều giống con này luôn. Đó. Nó là được trang bị làm là tinh, mặt cắt là 35 làm 40 xích trùng 91. Trọng lượng con này là 5,5kg cho các bác nhá. Máy móc thì đẹp keng luôn. Thì rất là nhiều bác chuộng cái dòng Echo. Echo thì xài nó rất là bền, độ bền cao, phụ tùng nhiều, nói chung là một cái hệ rất là phổ thông, rất là phổ thông. Chất lượng của nó là khỏi chê rồi, khỏi chê rồi. Echo khẳng định chất lượng rất là lâu rồi. Đó. Con này thì cho các bác khai thác tầm trung, hạ cây đứng nhá, vành gỗ tầm đường kính 45-50. Rồi, T4 giá 2,4 triệu, bao phí ship cho anh em nhá. Test nổ T4 này. Rất là ngon nhá, rất là lợi xăng, rất là bền luôn. Rồi con T4 giá 2,4 triệu, bao phí ship cho bác nhá. Tiếp theo này, tiếp theo T5. T5 thì hôm nay em có một hệ siêu VIP. Hệ này là hệ Estin cho các bác cắt gia đình. Con này là Estin 017 nhá, 35cc nòng 37mm các bác nhá. Đấy, thì các bác đang tìm kiếm một con cưa gia đình hoặc phải nói là hệ siêu VIP, hệ chất lượng cao thì có thể tham khảo. Estin thì lúc nào giá nó rất là cao, nhưng cái chất lượng của nó thì siêu đảm bảo cho các bác rồi. Estin 017 này, trọng lượng con này rơi tầm 4,5kg. Lam của nó mặt cắt là 30, lam 35 xích trở trục trung 91 các bác nhé. Máy thì đương nhiên rồi, full chức năng cho anh em. Thắng xích thắng xích đủ hết nhé. Estin 017. Đó. Con này thì phải nói các bác có tuổi rồi nhé, muốn xài con máy cưa cắt gia đình phải nói là hệ mà độ tin tưởng cao nhất thì có thể tham khảo nhé. Estin thì phải nói không phải bàn chất lượng, phải nói là thương hiệu số 1 của thế giới về cái động cơ 2 thì tất cả động cơ 2 thì máy cưa máy cắt cỏ nó ngáo đỉnh cao luôn rồi. Nó xài bền này, lợi xăng, cắt tải ăn tải rất là bền luôn. Test nổ con T5 nhé, giá 2,5 triệu, bao ship cho anh em. Rất đẹp. Giá 2,5 triệu, bao ship nhá. Siêu VIP luôn, Estin. Quá ngon. Rồi tiếp theo T6 này. T6 ngày hôm nay thì em có con cưa Hupana 137 này. Hupana
là thương hiệu mà phải nói là cưa nó là toàn cầu rồi các bác nhé. Con này 137 sẽ được trang bị công suất là 37cc, nòng 40 ly, trọng lượng máy là con này rơi tầm 5,5 kg. Máy rất đẹp luôn, lam con này là mặt cắt là 40, lam 45, xích là xài xích chung 91 cho các bác nhé. Máy này vàng khoe luôn nhé. Con này thì có chụp giật là trợ lực lớn cho các bác nhé, có chụp giật là trợ lực lớn, giật rất là nhạy nổ, rất là ngon luôn các bác nhé, giật rất là nhạy nổ, rất là ngon. Thì trọng lượng con máy này 5,5 kg, thì các bác di chuyển trên những cái địa hình mà đường đồi địa các kiểu, các bác đang có máy lớn muốn mua con cắt tầm trung, hạ cây đứng quanh gỗ tầm đường kính 45-50 thì các bác tham khảo nhé. Thì đối với hệ hu thì lúc nào nó thế thôi, cắt rất là bền, rất là lợi xăng, và các bác độ tiêu hao nhiên liệu nó quá ít luôn, các bác cắt cả ngày luôn, vận hành tối đa nhé, thoải mái luôn cho em nhé, chạy siêu bền luôn. Dòng này thì phải nói siêu bền luôn, hu thì không phải nghĩ về chất lượng thôi. Rồi tiếp theo T6 này giá 2,7 triệu nhá. Thì các bác thích cái dòng Thụy Điển thì các bác phải tham khảo nhá. Test nổ T6 này. Hết xăng. Cái này chỉ hết xăng. Chắc chắn hết xăng, rất lợi xăng luôn, còn tí xăng trong buồng đỗ thôi. Con này em quên không châm xăng nhá. Máy móc thì dòng hu thì chạy siêu lợi xăng rồi. Nói chung là tất cả đều được trang bị chế ăn bro, cho nên là độ tiêu hao nhiên liệu rất là ít nhá. Rồi T6 ngày hôm nay giá 2,7 triệu này, bao phí ship con hu 137 nhá. Tiếp theo này con T7 này. T7 ngày hôm nay. Con T7 ngày hôm nay thì em có con cưa Komatsu nhá. Con này là Genoa Komatsu. Genoa Komatsu. Con này thì G3,5 nhá. Con này G3,5. Con này thì được trang bị 35cc, nòng 40 ly. Nòng 40 ly tiền đây này, 35cc nhá, nòng 40 ly. Con này thì có trợ lực có trợ lực lớn nhá. Đây, con này thì có trợ lực lớn này, giật rất là nhạy nổ nhá, giật rất là nhạy nổ. Đây đây, giật rất là nhạy nổ luôn. Đó, lam của nó này rất đẹp luôn nhé. Lam của nó mặt cắt là 40, lam 45, xích là xài xích chung 91. Thì cái dòng này nó chạy rất là lợi xăng. Dòng này là dòng hệ chuyên cho các bác cắt công trình này. Nó cái tiếng ồn của nó cách âm tuyệt đối luôn. Giảm giật của nó bằng lò xo, giật mặt của nó bằng lò xo. Trọng lượng của nó là đi 5,5 kg nhé. Rồi, con này thì cắt phanh gỗ hạ cây đứng này, đường kính là 45-50. Trong gia đình cắt tầm trung khai thác keo quế mỡ xoan xiếc này là thoải mái cho em nhé, chạy siêu bền luôn. Thì cái hệ này mà các bác cắt khai thác mà tầm trung trong gia đình thì không biết bao giờ cho nó hỏng luôn. Hệ Genoa Komatsu thì siêu bền rồi. Các bác cứ tham khảo những cái dòng đến từ thương hiệu Komatsu để đều biết nhé, độ bền nó rất là cao. Rồi test nổ con T7 nhé, con này giá 2,8 triệu này, con G3,5. Ưu điểm lớn nhất dòng này em thấy là con nó có cái trợ lực này, giật rất là sướng, rất là nhạy nổ và rất là bền. Trợ lực của Komatsu đúng không, là vô đối rồi, vô địch thiên hạ rồi. Giật nó nhẹ mà nó thật tay, rất là nhẹ nhàng. T7 này giá 2,8 triệu, bao phí ship cho bác nhá. Rồi tiếp theo T8 ngày hôm nay thì em có con đến từ thương hiệu Echo nữa này. Con này Echo đời cao nhá, con này Echo đời cao, Echo 355 này. Đấy, mã của nó này là CSV E355. Con này được trang bị xuất là 35cc nhá, nòng 40 ly nhá. Có trợ lực lớn này, trợ lực lớn này. Giật thì đặc biệt đối với các bác nào có tuổi rồi, giật siêu nhẹ luôn. Trọng lượng máy là đi 6 kg nhá. Lam theo máy là cái lam Latin. Mặt cắt là 35, lam 40, xích là xoài xích mini các bác nhá. Đó, con này thì hệ của anh em miền Tây. Anh em miền Tây thì thường rất là thích những cái dòng Echo đời cao này này. Echo đời cao này sẽ giúp các bác vận hành máy nó siêu lợi xăng luôn, siêu nhạy nổ mà rất là bền. Đấy, các bác cứ để ý nhá, những cái dòng đời cao thì nó sẽ tích hợp cái chụp giật trợ lực to chà bá luôn nhá. Tích hợp chụp giật trợ lực to chà bá giúp các bác vận hành máy nó nhạy nổ hơn. Những cái hệ này thì vận hành trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trời nắng như trời mưa hay là
nóng lạnh thì nó cũng như nhau thôi, rất là dễ dàng luôn, rất là dễ dàng, siêu nhạy nổ luôn các bác nhá. Rồi T8 này giá 2,8 triệu nhá, cho các bác nào thích cái dòng Echo đời cao. Tiếng khi em ga lên lực các bác nghe nhé, cảm nhận nó rất là lực luôn. Và những cái hệ này cắt tải nó khỏi nói khỏi chê rồi. Đây siêu sướng rồi. Đây cho các bác nghe lại nhé. Quá sướng luôn, quá mạnh luôn các bác nhé, siêu lực. Rồi T8 giá 2,8 triệu bao ship nhé. Rồi tiếp theo ngày hôm nay con T9. T9 ngày hôm nay thì em sẽ có con đến từ thương hiệu của Shidaiwa, thương hiệu cưa số 1 Nhật Bản rồi. Đó, nếu các bác đang hỏi là thương hiệu cưa là số 1 Nhật Bản thì nó là thương hiệu Shidaiwa. Con này là Shidaiwa 352 nhá. Máy này thì thuộc hệ siêu tầm luôn, thuộc hệ siêu tầm cho các bác luôn nhá. Con này sẽ được trang bị công suất là 36cc dòng 40 ly, cái lam Latin tản nhiệt này, lam này lam dài rất đẹp luôn này các bác này. Lam của nó mặt cắt là 40 nhá. Mặt cắt là 45-550. Xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Siêu đẹp luôn các bác này. Trọng lượng con máy này nó sẽ rơi tầm 5,7-5,8 kg. Thì cái hệ này các bác hạ cây đứng cắt tầm trung là vanh gỗ, tầm đường kính là 50 là rất là sướng nhá. Các bác đi cắt khai thác tầm trung, các bác đi cắt phân đoạn thì khỏi chê rồi. Shidaiwa thì sẽ giúp các bác chạy mà phải nói là không, nó tích hợp những cái tính năng ưu việt nhất trong những chiếc máy cưa của Nhật. Máy nhẹ này, đầu tiên là máy Nhật lúc nào nó sẽ là nhẹ nhàng cho các bác nhé. Thứ hai là nó chạy bốc bền và rất là lợi xăng, rất lợi xăng, phụ tùng khỏi lo cho các bác luôn nhé. Shidaiwa thì nó quá ngon rồi, quá nhiều rồi. Đó. Rồi, ok. Con siêu phẩm Shidaiwa 352 ngày hôm nay, con này là 36cc dòng 40 ly nhé, giá là 3,2 triệu. T9 giá 3,2 triệu này, bao phí ship. Các bác nào đi về cắt keo quế mỡ, cắt xoan chiếc, cần con chất lượng cao, máy đẹp VIP thì các bác tham khảo nhé. Con này thì siêu siêu chất rồi, đét nổ này, dây giật này trắng tươi, hơi căng đét luôn. Theo con cuối cùng, con T10. T10 ngày hôm nay thì em có con cưa mà phải nói là siêu mẫu hoa hậu của ngày lô ngày hôm nay. Con này là Estin 021. Con này thì phải nói là cực kỳ đẹp nhé. Lâu lắm thì các bác có mới về được con Estin 021 nó đẹp như thế này. Con này thì được trang bị công suất là 40,2cc, nòng 40 ly. Máy này Estin thì nó thương hiệu cưa số 1 của thế giới rồi. Các bác cần một con máy cưa chất lượng cao, độ tin cậy cao, hàng tuyệt đối thì có thể tham khảo nhé. Trọng lượng con máy này sẽ rơi tầm 5,7-5,8 kg nhé. Con này thì quá đẹp rồi, hàng thiếu thùng cho em, đẹp đến 95% cho bác này. Rồi ok. Thì con này thì cho các bác chuyên đi cắt chuyên nghiệp rồi. Chuyên thì các bác cắt kiếm tiền rồi, các bác cắt khai thác tầm trung. Con này thì giá T10 ngày hôm nay em không giới thiệu nhiều về Estin nhé. Con này sẽ bán cho anh em giá 3,8 triệu này. Cái lam theo máy của nó là lam mặt cắt là 40, làm 45, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Rồi ok, con T10 cuối cùng ngày hôm nay. Máy thì đương nhiên rồi, sẽ phun chức năng cho anh em nhé. Máy quá đẹp này, con này thì hàng thiếu thùng thôi, như đập hộp. Giá 3,8 triệu này, bao phí ship nhé. Con này đẹp đến 95% rồi, xuất sắc. Dây giật này, rất đẹp luôn. Trời cũng tối rồi cho nên là em sẽ quay nhanh. Estin thì chất lượng cực kỳ tuyệt đối, giá nó sẽ rất là cao.
nhưng mà chất lượng nó đảm bảo luôn các bác nhé. Máy thì quá đẹp luôn cho anh em thôi. Con này giá 3,8 triệu, bao phí ship cho anh em nhé. Rồi ok, thì em xin phép kết thúc cái clip đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số là cửa hàng 0976123320. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.